À, tôi thì biết bằng tiếng Anh, vì thế thì các bạn cũng phải biết tiếng Anh rồi, đúng không ạ? Về sau chúng ta tóm tắt cũng bằng tiếng Anh, thế nên là cứ viết dần cho nó quen dần đi. Vậy nên tôi mới bảo các bạn đi học thì cứ ngồi ở xe và ngồi, đừng ngồi ở dưới làm gì cả, thì nó sẽ khó viết hơn. Chúng ta sẽ có là gì? Phần 1.1 là toàn bộ khái niệm cơ bản liên quan đến test, và chương này thì khá là dài. Tất cả các khái niệm về test. Thì đầu tiên là test là gì? Thì người ta nói rằng test là tất cả các hoạt động gồm có gì? Lên kế hoạch này, phân tích yêu cầu này, đúng không? Thiết kế test cây này, gì nữa? Chạy test này, lớp bớp này. Như vậy tất cả các cái công việc của tester thì đều là hoạt động test cả, đúng không? Thế thì có những cái loại mà mục đích điển hình của test là gì? Ở đây thì có mục đích điển hình của test, và câu hỏi thường hay hỏi là nó thuộc về phase nào, nên tôi sẽ viết cho các bạn cái phần tóm tắt của cái gì ạ? Test objective. Và nó thuộc về phase nào để chúng ta trả lời luôn được những cái câu hỏi đi thi mà người ta hay đưa ra. Một góc này thì đấy không? Có bút rồi. Mục đích của test là gì? Đúng không? Test objective ấy, mục tiêu của test. Thì đầu tiên là gì? Một là mục đích của test là để mà đánh giá các cái sản phẩm work product. Các cái work product. Chúng ta để ý cái work product nó khác gì với product của mình. Bình thường mình nói là cái sản phẩm chạy được của mình là product đúng không? Vậy thì cái work product ấy nó chỉ là sản phẩm trung gian thôi, đúng không ạ? Ví dụ như là gì? Requirement cách cây, đúng không? Sau này khách hàng có dùng cách cây không? Không, khách hàng chỉ dùng sản phẩm thôi. Cách cây thì ở giai đoạn đầu để chúng ta xem là yêu cầu đúng không rồi, đúng không? Gì nữa? Design, SIS mà mấy cái thằng này sau này có ai cập nhật đâu? Cũng không, đúng không ạ? Cũng ít dùng. Cuối cùng sản phẩm cuối cùng khách hàng dùng đến là product. Còn cái mốt product chỉ là sản phẩm trung gian để giúp chúng ta xây dựng cái sản phẩm cuối cùng thôi, đúng không? Vậy nên hiểu là gốc product là những cái sản phẩm trung gian như requirement, user story thì nó nằm trong cái phase gọi là preview. Trong cái giai đoạn mà chúng ta thực hiện review ấy, thì nó thực hiện đánh giá cái này. Cái thứ hai đó là verify. Verify được các cái yêu cầu. Được fulfill hay không? Fulfill không? Và tôi biết luôn hai cái này nó là gì? Validation. Validate. Validate cái test object. Validate không? Validate cái user và user expectation. Validate các cái user user và expectation. Để tôi giải thích cho các bạn cái thằng là verify và validation nó làm cái gì. Các bạn có thể viết cái chỗ này ra một góc riêng, đừng viết vào trong cái bản đề của tôi. Chúng ta sẽ so sánh giữa verification, verify và validate. Động cơ của thằng này là verification và thằng này là validation. Thì ở cái phần mà chúng ta hiểu là verification và validate là cái gì? Ví dụ như khi mà các bạn kiểm tra cái tài liệu requirement xem nó có đúng hay không, thường các bạn sẽ kiểm tra như thế nào? Giá này chúng ta review được requirement, tài liệu requirement hiện tại nó đúng đúng hay không? Nó có đúng lỗi hay không? Đọc rồi, ok. Làm sao nữa? So sánh nó đúng không? So sánh nó với những cái đầu vào của chúng ta đúng không? Phía trước của chúng ta, ví dụ như trước đó khách hàng có gửi cho các bạn một cái tài liệu user document
hoặc là một cái tài liệu cũ của hệ thống cũ chẳng hạn, đúng không ạ? Một số những cái tem test tài liệu cũ chẳng hạn. Bây giờ khi chúng ta đọc những cái quay mình á, chúng ta mang ra chúng ta xem nó đúng hay không, là chúng ta đi so sánh nó với những tài liệu ban đầu để xem là gì, những cái tài liệu ban đầu đấy với cái như này, những phát biểu ban đầu đấy nó có trùng khớp với nhau không, có chỗ nào chính xác hay không. Bạn có tự quyết định được là cái yêu cầu viết thế này đúng hay yêu cầu viết thế kia đúng không? Không đúng không? Chỉ có so sánh thôi, đúng chưa? Thì người ta gọi là verify. Thế còn validate là gì? Validate là một cái yêu cầu mà cũng là hoạt động test, nhưng mà thế nào? Tôi biết chắc cả cái này đúng và tôi biết chắc cả cái này sai. Mà chỉ có ai mới biết được cái đúng hay sai thôi ạ? Chỉ có khách hàng. Ông khách hàng biết là mình phải làm gì, đúng không? Mong muốn của ông là cái gì? Thậm chí lúc này ông muốn kiểu làm như mai thì kia được khoảng 2 hôm nữa lại suy nghĩ là ông lại làm sao? Lại thay đổi ý kiến, ông lại bảo làm sao? Có lại muốn kiểu kia không? Đúng chưa các bạn? Tức là người ta có thể thay đổi ý kiến được dựa vào cái nhu cầu và cái thực tế của họ mà họ đưa ra. Và validate thì không cần tải điều kiện, chỉ cần dựa vào mong đợi của khách hàng là được. Đúng chưa các bạn? Vậy nên hai cái cách test này là hai cách khác nhau, mặc dù cũng là test nhưng mà là hai cách test khác nhau. Một cái test là gì? Thằng này là cái test của nó chủ yếu, cả hai thằng này nhá đều là test nhá, ok chưa? Nhưng mà một thằng thì là gì? Thằng này thì chúng ta test bằng cách là compare với cả cái gì? With the first document. Tức là chúng ta so sánh nó với những cái tài liệu phía trước đấy, tài liệu đầu tiên đấy, để xem nó có gì sai khác và có gì mà không chính xác hay không, đúng không ạ? Còn cái này chúng ta chỉ so sánh nó với nhu cầu và mong đợi của khách hàng thôi. Tức là nhu cầu và mong đợi của khách hàng là biết chắc chắn là cái này đúng hay là sai, thì cái này người ta gọi là compare with user need hoặc là expected. Và test theo cái hướng này thì người ta bảo là không cần tài liệu gì hết, chỉ cần dựa vào con người thấy nó hợp lý thì làm sao, thì nó hợp lý mà không hợp lý thì lại sửa. Thì đối với một tester trong một dự án thì không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ có hoạt động verify. Verify chỉ làm ban đầu thôi, có nghĩa là lúc ban đầu khi chúng ta chưa biết về sản phẩm, chưa hiểu khách hàng muốn gì, chúng ta phải dựa chặt chẽ vào tài liệu của họ để so sánh, để tìm ra lỗi. Nhưng về giai đoạn cuối cùng mà các bạn thực hiện cái test gọi là test tự do, test random, các bạn dùng kinh nghiệm để test thì hầu như các bạn quay ra hướng này là cái gì ạ? Lúc đó các bạn có thể tìm ra những cái lỗi mà chúng ta vẫn hay tranh cãi với lập trình viên là làm thế này thì nó tốt hơn cho người dùng, đúng chưa? Cái đấy thì người ta bảo không dựa vào tài liệu gì hết cả, mà chỉ là dựa vào cái mong muốn của người dùng. Tôi thực sự hiểu người dùng và tôi nghĩ rằng làm thế là tốt, đúng chưa? Nên tester thì thường giai đoạn cuối dự án sẽ quay sang validate, còn ở giai đoạn đầu là verify. Với khách hàng thì hầu như họ chỉ làm validate thôi, chỉ dựa vào họ thôi, đúng không? Họ không cần phải so sánh tài liệu gì cả. Thế nên ở đây hai cái mục đích chúng ta chỉ thấy thay đổi động từ, nhưng mà nó khá là quan trọng trong hiểu về cách test validate. Và ở trong cái mảng này, cây này thì chúng ta sẽ có là tất cả các cây chúng ta đều phải kiểm tra cái này on cây. Hôm trước mình vừa nạp được xong, hôm nay nó đi đâu ấy, mình tìm mãi ra cái bút. Còn cái cây này thì nó nằm ở trong cái acceptance gap, cái giai đoạn mà acceptance test là chủ yếu. Bên cạnh đó một cái thằng nữa này cũng mất của acceptance test đấy là deal confidence. Khách hàng người ta không chỉ test, người ta còn làm sao kiểm tra để xem là nó có phù hợp với cả công việc của họ không, đã thay thế được hệ thống cũ chưa, thì người ta gọi là deal confidence. Và thằng này cũng nằm trong quay acceptance test, xem có tự tin mà dùng và thay thế những phương pháp cũ hay không, cách thức làm cũ hay không, người ta gọi là build confidence.
Prevent defect. Ngăn ngừa lỗi. Ngăn ngừa lỗi thì người ta nằm trong hai cái giai đoạn, hai cái hoạt động mà người ta giúp chúng ta ngăn ngừa lỗi. Một là review. Thôi nhưng mà nó gắn với cái từ early cơ. Sớm cơ thì mới ngăn ngừa được các bạn. Early review document và design back. Các bạn công nhận một điều nhé, nếu như chúng ta review tài liệu liên quan mình kỹ ấy, và phát hiện ra nhiều Q&A ấy, đúng không? Q&A thì người ta gọi là một lỗi của liên quan mình. Thế xong rồi khách hàng trả lời Q&A thì có phải là sẽ đỡ cho cái việc ông lập trình ông code sai không? Đúng không? Ông lại đưa ra các cái trả lời sai, ông không tuyệt hỏi khách hàng. Ví dụ như thị trường format date chẳng hạn, khách hàng Nhật nó sẽ thích là năm tháng này cơ, chứ không phải ngày tháng năm như bình thường. Nhưng mà ông Việt Nam ông cứ quen ngày tháng năm đúng không ạ? Theo văn hóa của mình. Sau khi post xong rồi, hai mươi mấy cái màn hình có đét rồi, lúc ấy khách hàng mới trả lời là gì? Tao là muốn năm tháng này. Thì cuối cùng ông lập trình viên phải làm gì? Đi sửa đúng không ạ? Sửa mà có khi lại sửa không hết. Lại lọc vài chỗ, lại bài mai thì lại sửa tiếp. Đúng chưa? Như thế thì nó không ngăn ngừa được. Vậy nên mình về cái góc của mình hỏi những cái đấy càng sớm thì mình đỡ làm sao cho việc họ lập trình code mất rồi. Mà code xong rồi tìm ra chỉ còn đi là xích lỗi thôi. Mà mất nhiều thời gian để fix. Nên người ta khuyến khích đặt ra Q&A sớm, đặt ra những cái phần trả lời trao đổi của khách hàng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên có một điểm nữa các bạn thấy như này, sau khi mình đặt xong câu hỏi phân tích với con mình đặt câu hỏi Q&A với khách hàng xong nhá, đấy xong rồi tiến hành là bên test là bên sẽ làm gì, code đúng không, test mình làm gì, thiết kế test đây đúng không các bạn vẫn hay làm một cái pre model thôi, chưa sang lâu dài hoặc kể cả thiết kế test cây. Và trong lúc mà vẽ người ta tốt thì mình thiết kế test cây. Thế trong lúc thiết kế test cây còn tìm ra điểm sai của con mình không? Nhiều lần khác, đúng không? Bởi vì lúc này làm gì? Lúc này nó mới chi tiết nhỏ mọn về cái việc là thế sau khi đi list xong thì màn hình tiếp theo là màn hình gì, đúng không? Rồi là ở cái mong đợi này thì nó phải bật cốt khắc gì lên, đúng không? Nó có bật cốt khắc hay không? Nó có bật lỗi của từng thằng hay không? Hay là nó bật lỗi luôn cả tất cả? Đúng chưa các bạn? Cái lúc thiết kế vết cây mình mới phải để ý đến quá nhiều các cái chi tiết, mình mới ra làm sao? Lại ra những câu hỏi khác. Mà thậm chí lúc này còn nhiều hơn cả lúc mà phân tích về phần mình. Thế xong rồi khách hàng làm gì ạ? Lại trả lời câu hỏi đó các bạn. Mà sau khi trả lời xong thì đem cô xong. Cái cô xong bây giờ trả lời xong thì làm gì nữa? Lại đi feedback. Đúng chưa các bạn? Lại fix chán chê cả tháng nó không xong mỗi bởi vì làm sao? Nó cứ dò chỗ này tí, dò chỗ kiểu gì. Cái việc đấy người ta bảo là không ngăn ngừa mà nó chỉ là hoạt động sửa lỗi. Thì làm thế nào để ngăn ngừa thì nó gắn chặt cái từ sớm này này. Nếu bạn làm cái gì đó sớm thì làm sao? Nó sẽ ngăn ngừa được lỗi. Còn nếu các bạn làm càng muộn thì nó khó ngăn ngừa được lỗi. Thì thông thường khi tôi đi dạy hoặc là tôi đi hỏi các bạn đấy thì người ta chỉ bảo là thì cái việc review document này này thông thường thì em thấy là làm sớm đấy. Nhưng cái việc thiết kế test cây này thì làm nào làm sớm đấy? Khi quân mình không đầy đủ, chưa rõ ràng là làm sao làm sớm được. Đúng chưa? Bạn nào có ở đây làm Nhật không? Cái này này, rồi đến chương 4 chúng ta sẽ học. Nhưng cái việc thiết kế cách đây rồi người ta cũng nghĩ là phương pháp để làm. Trên cái tài liệu requirement nó không đầy đủ, đúng không ạ? Thì ta cũng thiết kế cách đây cũng không cần chi tiết. Đúng chưa? Và người ta gọi nó là gì? Bên Nhật thì nó gọi là test viewpoint. Còn Việt Nam thì gọi là high level. Chuẩn không các bạn? Còn cả cái thằng này nó gọi là test design rồi. Ok, test design hay design test thì đều là quá trình thiết kế test cây. Tại sao lại có test viewpoint và tại sao lại có high level test cây? Vì để nó nhanh, nó tiện dụng và nó gọn hơn. Ở phần nếu như nói về high level test case ấy, thì cho các bạn xem qua đây, nhưng đến chương 4 chúng ta mới làm được nữa cơ. Các bạn có thể đọc trước hộ tôi cái bài này. Ở đây này, ở cái chương 4 mà chúng ta có cái phần là test case theo use case ấy,
nó gạch là đầu dòng ở cái trang số 52 ấy, 53 ghi nốt vào đấy về nhà đọc thôi. Thì có một cái phần requirement liên quan đến cái máy ATM, và ở đấy tôi để minh họa cho các bạn cái loại test cây mà là gì, high level test cây. Ví dụ trên cái requirement ATM của tôi đảm bảo là còn thiếu rất nhiều thứ, chưa đầy đủ, thế nhưng mà vẫn phải dựa vào đấy để thiết kế test cây, để còn làm sao hỏi nốt khách hàng, hỏi cho nó một thể, chứ không đọc xong requirement xong rồi thiết kế test cây lại đặt câu hỏi, nó lại bị muộn mất, đúng chưa? Vì thế nên với mỗi cái test cây này, nó còn gọi là test cây end to end, tức là test cây đến cuối cùng. Cứ thử nhá, nhìn vào đây nhá. Một này, test thành công với việc rút tiền, kết quả là rút tiền lại thành công, nghe được chung chung chưa? Còn các bước là không cần biết, đúng không? Không cần biết anh rút bao nhiêu tiền, miễn là sao anh thử rút thành công. Thế có phải đi đến kết thúc chưa? Tiếp này, ATM hết tiền, nó chỉ bảo thế thôi. Đấy là cái trường hợp đang test mà đến cái đoạn ATM hết tiền, đúng không? Thao tác các bạn làm thế nào thì tùy các bạn, nhưng miễn là cho ATM hết tiền mà kết quả nó phải ra là gì? Cái tính năng rút tiền nó không hiển thị nữa. Thế là không làm gì được, chỉ có ra khỏi cái ATM thôi. Đúng không? Sang cái khác, thế là có phải kết thúc rồi. End to end. Tiếp nữa này, không đầy đủ tiền trong ATM, có nghĩa là mình muốn rút 2 triệu nhưng mà nó làm sao? Nó chỉ có khoảng 1 triệu thôi. Và lúc này các bạn lại phải quay lại từ đầu để chọn, đúng không? Là quay lại cách cây từ đầu. Còn cái cách cây mà muốn rút 2 triệu là không đi được nữa. Vậy cũng là end to end. Nhưng chúng ta hiểu rằng cái test cây high level này này, nó chỉ nêu ra cái mục đích test thôi. Tức là anh định test cái gì? Còn tất cả những thông tin chi tiết hơn như là bước thực hiện, giá trị input nhập vào nó không có, nó không cần biết ở đâu ra, miễn là sao anh làm được cách cây này. Đúng chưa? Thì người ta gọi cái này là mục đích test, hay còn gọi là kịch bản test. Và cái này người ta gọi là kết quả mong đợi. Kết quả cũng viết rất trùng trùng, rất trùng trùng như thế này. Dựa trên cái phần mà phân tích cái requirement thiếu như thế này để người ta làm ra, người ta ra được cái high level test cây. Đây, dựa trên cái requirement thiếu. Cái cây đó của tôi thì nó mới chỉ có ít thôi. Về mà các bạn có thực hành thì làm hộ tôi thêm vài cây nữa. Ví dụ như thế này, chúng ta có thể vừa đặt requirement vừa thực hiện được. Thì tôi hướng dẫn luôn cái đoạn này, thì đến đoạn sau test magic chúng ta cũng phải dùng đến nó. Nên chúng ta hiểu rõ về hai level test cây một chút thì chúng ta sẽ biết rõ cái này. Ví dụ như cái ATM như thế này, hoặc bạn nào mà làm tiếng Anh hay tiếng Nhật đấy, mà đọc hết cả dự án rồi đọc nó không hiểu được, đúng không ạ? Đọc càng đọc lại càng quên. Tiếng Nhật cũng thế, đọc từng vài một nó rất hay quên. Vì thế cách các bạn làm ấy là bên Nhật, hoặc bên trước đây các công ty tôi hay làm là người ta kết hợp cả hai cái công việc này vào trong một, và trong 3 ngày đầu cho đọc đi qua mình thì cũng ra được luôn cái form. Vậy thì các bạn nên phải làm như thế nào? Đọc đến đâu ra cái cây gì đấy, đọc đến đâu phải ra cái cây gì đấy, và phải làm sao ghi nốt lại dạng cái cây high level, như kiểu các bạn còn gọi là checklist hả? Có bạn nào hay gọi là checklist không? Nhưng mà trong IFPQE nó phân biệt checklist với cả test viewpoint khác nhau đấy. Thì checklist là một cái dạng mà dùng cho tất cả các loại dự án, không phải thay đổi gì. Còn cái này thì nó chỉ làm sao thì đúng là cái dự án này thôi, đúng chưa? High level test cây chỉ cho mỗi dự án này thôi, sang dự án khác nó lại là bài toán khác được. Nên chúng ta thì không gọi là checklist đâu, nhưng mà dạng nó giống giống như vậy, tức là những cái câu test rất là cao. Thì cách chúng ta phải làm là gì? Cứ đi ra bên quanh mình, đọc từng câu một, sau đó làm sao viết thành test cây luôn, đúng không ạ? Vậy kết quả của chúng ta sau khi đọc và phân tích xong là có hai thứ, một là Q&A và hai là high level test cây. Tôi lấy ví dụ nhá. Thứ nhất này, yêu cây bắt đầu ở trạng thái ATM ready state, tức là trạng thái bắt đầu. Lúc này trong đầu các bạn có phải nghĩ rằng làm thế nào để nó bắt đầu đến trạng thái này. Bình thường mà mình biết ATM rồi là cách ATM khoảng bao nhiêu cm thì nó mới làm ra bật lên, đúng không? Còn không thì không có ai thì nó làm gì? Nó màn hình quảng cáo, đúng không? Hay là màn hình tiết kiệm điện á, đúng chưa các bạn? Chứ phải lúc nào ATM cũng bật ra cái màn hình welcome không các bạn? Không, đúng chưa? Thế có phải requirement này thiếu chưa? Bao nhiêu cm thì nó ra được cái màn hình bật lên này, đúng không ạ? Nhưng tôi thì vẫn phải vừa viết Q&A và vừa viết test cây ở đây. Giả sử như mà người dùng tiến đến cái máy ATM mà cách độ xa bao nhiêu á thì ATM vẫn bình thường, đúng không ạ? Gần đến cỡ bao nhiêu thì nó làm sao? Bật cái màn hình ready set lên. Còn cỡ bao nhiêu thì hỏi khách hàng. Tiếp, khách hàng bắt đầu insert cái bank card vào trong card reader
và ATM bắt đầu đọc con code trên con chip của cạc. Trường hợp đấy ta đang giả sử rằng cạc này được chấp nhận. Đúng chưa? Vậy đến đây đọc xong thì mình phải tưởng tượng ra là nếu như nó không phải là cạc banh thì sao? Cái chỗ banh cạc đấy. Đúng không? Thế mình luôn luôn nghĩ ra cái trường hợp đúng với trường hợp sai, viết luôn ở đây. Đấy là một trường hợp thứ nhất là nếu là banh cạc thì tất nhiên nó sẽ đi theo trường hợp đúng rồi. Thì kệ đó, giờ ta đi trường hợp sai đã, đúng không ạ? Một là không phải banh cạc. Ok chưa? Xong rồi thì làm sao? Đấy là không phải banh cạc nhá. Cạc ngược chiều. Đúng không? Ngược chiều thì nó phải đẩy ra, đúng không? Bình thường mình biết rồi. Chứ nó không đi được tiếp. Nó sẽ phải đẩy nó ra. Đấy là cạc ngược chiều nhá. Tiếp này, không phải banh cạc, cạc ngược chiều này. Nghĩ tiếp là cạc mới, chưa hết ít. Đúng không phải, nó không là tính năng quét đâu của các bạn không? Nó lại sang màn hình khác không? Màn hình thay đổi pin đấy. Đúng không ạ? Thế thì nếu như thế thì lại có một loại cạc nữa mà này làm sao? Cũng ở trạng thái inactive là cạc mà hết hạn, đúng không ạ? Quá hạn sử dụng này. Rồi là các thể loại cạc khác biết đâu, mình chưa rõ khách hàng nói cái gì ở đây. Hỏi đặt QA cho khách hàng xem có mấy cái loại tài khoản là trạng thái của các tài khoản này. Rõ là ông này ông chưa mô tả không? Đúng chưa các bạn? Đấy chị, khi vừa thắc mắc vừa thiết kế cái đây lại đặt QA. Cạc chưa cạc mà chưa active thì sang màn hình thay đổi pin đúng không ạ? Và đấy là luồng của cây khác, không phải ở cây này. Cạc mà hết hạn thì nó phải thông báo cái gì? Đúng không ạ? Cạc bị khóa tài khoản hoặc đang bị nợ gì đó, thu hồi nợ thì nó thông báo cái gì? Thì là bắt đầu đưa cây cây ở đây. Vừa đặt câu hỏi vừa được. Tiếp ATM hỏi khách hàng mã pin, đến cái đoạn pin này thì rất nhiều câu hỏi rồi. Đúng chưa? Pin đúng thì đấy là trường hợp đúng rồi nhá. Thì kệ nó. Pin sai thì sao? Đúng không ạ? Sai lần 1, lần 2, lần 3 đúng không ạ? Nhưng tôi thì chỉ lần 1, lần 2 thì tôi rút ra thì sao? Đúng chưa? Đưa vào nó lại vẫn làm sao? Nó vẫn kiểm tra như từ đầu, nó không hề khóa thẻ của tôi. Đấy thì những cái chỗ đấy chúng ta bắt đầu thiết kế các cái theo dạng 2 level. Và với các bạn làm tiếng Anh hay tiếng Nhật thì tôi cũng nói rằng là cái kỹ năng chúng ta làm á là cứ đặt đến đâu chúng ta ra test case đấy. Chứ đừng bao giờ chờ làm hết tất cả tài liệu, hiểu hết một thể rồi viết test case. Bởi vì cái chuyện chúng ta đọc xong chúng ta quên ngay. Quên rồi lại trên được nhớ đúng không ạ? Tiếng Nhật cũng thế, bạn nào làm tiếng Nhật kể cả không biết tiếng Nhật được, dịch ra tiếng Anh đọc hiểu xong làm sao đưa ra cái cây luôn, trong đầu là phải nghĩ ra cái cây. Thế thì đọc dần dần như vậy xuống dưới mình đặt đọc tiếp, mình lại bổ sung lên trên, thiếu lại bổ sung, được chưa? Thì cái cách tốt nhất làm trong cái thị trường nước ngoài nó rất dễ là như vậy, chúng ta vừa làm vừa ra cái cây. Còn nếu chúng ta chỉ đọc mỗi requirement thì trừ khi ông requirement nó quá đầy đủ rồi đọc thì mới làm sao hiểu được. Đấy nhá, đấy thì là về hai level test case và đọc giúp tôi cái trang 52 sớm đi các bạn. Ông là tới chúng ta làm cái phần bài tập này. Chúng ta có cái phần nữa là gì? Early này, sớm này. Cung cấp các cái thông tin cho các cái stakeholder để đưa ra quyết định. À, quên tìm lỗi nhá. 6 này. Tìm lỗi 2. Defect. Error. Cái này là của on cây. Tất cả các cây đều phải tìm lỗi và tìm error. 7 này. Provide information. Provide. Để làm gì? Để make decision. Đó. Cái này thì chỉ một số trường hợp thôi. Cái trường hợp mà chúng ta cung cấp thông tin để ra quyết định ý, thì làm trong một số phây thôi. Ví dụ như các bạn biết smoke test không? Smoke test không ăn mút ạ? Học ngay ở lớp. Lớp của mình là phải biết, vì không biết sau đấy các bạn chẳng có cái gì để học được. Smoke test là gì bạn? Các bạn có làm smoke test? Xem có chạy đúng không? Đúng không? Ở đây là limit test, integration test mình không làm cái này. Thì làm nó nhiều, nó mất thời gian lắm. Nhưng ở giai đoạn system test và các cái giai đoạn khác ấy mình phải làm. Bởi vì làm sao? Không smoke test mà cứ nhận sản phẩm về test. Xong test xong
khoảng 2-3 ngày mới phát hiện ra là mình ghép từ dữ liệu cũ. Ví dụ ngày trước tôi gặp phải cái hệ thống tích hợp ấy, thì cứ thế nhảy vào vội ghép xong đến lúc nó có cái Chronos với cả API lấy dữ liệu từ hệ thống khác về, thế cứ nghĩ là cậu này cậu ấy bật hết cả mọi thứ rồi, không nghĩ là cậu vừa cài đặt lên có thể cậu quên. Xong 2-3 ngày ghép xong các tính năng, nó quay ra nhìn cái báo cáo thấy dữ liệu toàn là dữ liệu cũ, quay về hỏi mới biết là nó quên chưa bật cái Chronos, cái cách chạy lầm. Xong rồi thường bắt đầu nó bảo đây bây giờ em bật cho chị nhé, nhưng mà chị chờ 2 đêm nữa mới chạy xong. Vậy là làm thế mình đang mất công ghép ngon giờ ngồi giờ mình chờ dữ liệu ghép không làm gì được nữa, có mất thời gian đó. Thế nên người ta phải áp dụng cái smoke test để làm gì, để check xem là hệ thống nó đã sẵn sàng chưa, các cái tính năng chính nó đã chạy chưa, chỉ cần cái chính thôi, không cần để làm sao các cái trường hợp fail đúng chưa nào, để nó đỡ mất thời gian cho việc mình bắt đầu test rồi mà thích ra một cái tính năng hoặc một cái chỗ là lấy nó làm sao chưa sẵn sàng để test, mà nó làm mất thời gian của mình đúng không ạ. Có thể lúc đấy các bạn quay ra thiết kế test chơi nhưng mà có thể còn không có việc gì để làm, thì đấy là cái hoạt động smoke test, đưa ra cái quyết định là có tiếp tục test hay không trong cái trường hợp là hệ thống và dữ liệu đã sẵn sàng chưa. Còn một hoạt động nữa này, minor test. Minor test cái hoạt động này thường làm là trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Mà bạn nào effort thì hay gọi là final inspection đấy, có một số công ty khác không biết các bạn gọi là gì, cũng gọi là final test ấy. Thường cái final test này là thực hiện của đội khác, test đánh giá này là toàn test của đội khác, ví dụ như smoke test là tester đánh giá lại cho test đúng chưa, thế ai đánh giá cho tester bên cạnh bạn có QA đúng không, hoặc là test leader hoặc là tester kinh nghiệm của dự án khác. Mục đích của nó để làm gì, để đánh giá xem là các bạn tester trong cái dự án đấy họ đã sẵn sàng và đã tìm được hết các vấn đề chưa, liệu đã đủ đảm bảo chất lượng để mà bàn giao chưa. Cái phần làm việc này để làm sao để mà giúp cho các công ty nó phát triển tăng cho nó thử anh như CMC hay Airsoft ấy, cái tester mới vào họ rất là nhiều, chúng ta không thể bao quát hết cái dự án được, không thể dự án nào có người ngon thì test được đúng không, phải chấp nhận được tester. Thì khi chấp nhận như vậy người ta phải áp quy trình là để đảm bảo là kể cả tester này kể cả người mới thì chất lượng nó cũng phải làm sao đủ tốt thì mới tuyển được khách. Thì người ta áp dụng cái giai đoạn check cuối cùng của người ta mời các test leader hoặc là các cái tester có kinh nghiệm của các dự án và chỉ đánh giá trong vòng một ngày vừa ngày thôi. Mà với các chị leader ấy thì không cần tester, test theo những cái gì có kinh nghiệm của chị đấy. Trong khoảng 4 tiếng đồng hồ mà tôi tìm ra khoảng được khoảng 5 đến 10 lỗi, trong 10 lỗi đấy có khoảng 2 đến 3 lỗi nghiêm trọng là tôi đánh giá rằng dự án này để có rất nhiều lỗi. Thế chứ rất nhiều của tôi thì tôi không biết là bao nhiêu nhưng tôi cứ đánh giá vậy đấy đúng không ạ, bởi vì mỗi có 4 tiếng đồng hồ mà tìm ra nhiều thế này rồi thì tôi quyết định là không đi về nữa mà đội giá phải quay về cách nghĩ luôn rồi. Thế còn những trường hợp mà tôi tìm không ra, cũng có thể là không đủ thời gian để tìm, thì tôi có thể cho các bạn bàn ra, nhưng mà cũng không quyết định được điều gì đâu nhé. Đến khi bàn giao xong một khách hàng tìm ra lỗi thì cũng làm sao, cũng vẫn đánh giá cho dự án chứ không phải cho cái đội này đúng không, họ không đủ thời gian để hết đâu, họ chỉ đánh giá có 4 tiếng đồng hồ đúng không. Thì cái người ta gọi là ra quyết định, may thì tìm thấy lỗi mà không may thì thôi cũng phải chịu đúng không. Thì cái cách người ta làm như vậy. Review risk, lát nữa chúng ta sẽ có về cái chữ review risk này. Giảm risk, giảm risk là ôn quay. Thỏa mãn hợp đồng, 9 là comply với cả hợp đồng, thỏa mãn các hợp đồng, các cái contract. Regular và standard quy định và các cái standard. Cái này thì chỉ khi có hợp đồng thôi, nếu như trong hợp đồng yêu cầu ta mới phải test theo hợp đồng và test theo những cái quy định, quy tắc hoặc các cái chuẩn nếu như nó có trong hợp đồng, nếu như mà nó require. In contract.
Có nghĩa là ta không nhất thiết phải cái gì cũng phải ghép theo cái này đúng không ạ? Bởi vì một thứ mà phải chạy theo chuẩn hoặc cái Lang R này là các cái quy định về cho những hệ thống về y tế hoặc hệ thống chuyển động đó. Với những cái hệ thống như là ngân hàng tài chính ấy, thì nhiều khi yêu cầu của khách hàng là chuyện cộng với việc chúng ta phải test theo cái luật pháp của cái nước đấy là đúng không ạ, để thỏa mãn cả hai việc, một là khách hàng và hai là luật pháp đấy, thì yêu cầu test này nó phải có trong hợp đồng đang làm. Còn bình thường các bạn test web hay hay mobile có chuẩn gì không? Không đúng không, cứ thế đưa lên thật đúng chưa. Nhưng mà nếu các bạn làm cái phần mềm y tế, các bạn có đưa lên được thật không? Chờ bộ y tế hoặc một cái bên nào đúng không, của chính phủ đúng không ạ, đánh giá thỏa mãn thì mới làm sao, đừng đưa ra, còn không thì cứ nghỉ đấy đúng chưa các bạn. Bất cứ một cái sản phẩm thuốc hay máy móc gì về y tế đều có một đơn vị đánh giá cả cái chuyển động của các bạn. Nếu như không cẩn thận thì cái thằng đấy đưa ra thì nó chết buồn, vì thế nên cần phải có một cái bộ quy chuẩn để đánh giá. Thì khi làm cái dự án đấy nó sẽ có quy định trong hợp đồng và ta sẽ test. Đấy là mới là cái của cái sách cũ mới nhá. Thế còn cái sách cũ này tôi phải bổ sung thêm cho các bạn này. Bổ sung thêm bởi vì những cái thằng này nó bỏ đi nhưng mà về sau nó thi nó vẫn cứ thi. Đâu, tài liệu đâu rồi? Nên là tôi phải bổ sung thêm hai cái phần này nữa cho nó hệ thống như các bạn. Có rất nhiều thứ mà một là nó lấy từ sách cũ sang hoặc là nó lấy từ Advan xuống nên là sách này cũng không đủ các bạn. Việc mà đến lớp chúng ta vẫn phải kết hợp giữa các sách với nhau. Đây rồi. Chúng ta phải kết hợp với các sách với nhau. Thì tôi sẽ viết lên đây cho các bạn dễ hơn. Có hai mục đích khác nữa của cái việc test. Một số phần là chúng ta còn phải lấy Advan xuống rồi vì Foundation nó viết nó không hiểu gì. Ở đây là chúng ta có cái giai đoạn mà chúng ta nói về giai đoạn maintenance nhá. Ở cái giai phase mà maintenance á. Maintenance. Phase. Maintenance là cái gì các bạn? Bảo trì. Có nghĩa là một cái hệ thống mà chúng ta đã xây dựng rồi đúng không? Là chúng ta đã phát triển, đã đưa vào sử dụng rồi. Nhưng bây giờ mình có cái gì đây? Cái này gọi là PR. Change request đúng chưa? Là chúng ta test cái hàng này thì test cho cái CR này người ta gọi là, cho mỗi cái CR này thì người ta gọi là new test. Thế còn những cái phần cũ này ta có test không? Có. Có phải test không? Có. Mà tốn không các bạn? Tốn em có không? Có. Người ta gọi nó là regression test. Bạn nào làm maintenance sẽ thấy hiểu là cái công số để regression test gấp bội lần đúng không ạ, gấp nhiều lần so với những phiên test mới. Mới chỉ mất một vài giây thôi, còn phần test lại cái phần cũ mới là phần tốn hay khó nhất để thực hiện. Để đảm bảo cái gì, tại sao phải test cái này? Cái cũ ấy đúng không ạ, cái mà đã từng làm việc rồi nó không bị ảnh hưởng, không bị lỗi phát sinh gì cả, khách hàng vẫn làm bình thường đúng không? Và phần khó khăn nhất của maintenance đấy là gì? Cái hệ thống nó rất là lớn, xây xong rồi nó rất là lớn đúng không ạ? Bây giờ CI nó chỉ ở một góc nhỏ nhỏ này thôi. Cái phần mà chúng ta phải test để xem là nó có bị ảnh hưởng hay không ấy, cái phần phạm vi đấy người ta gọi là phân tích ảnh hưởng. Vì nếu không phân tích tốt thì các bạn sẽ dẫn đến điều gì? Test thừa, test quá nhiều thời gian, overtime rất nhiều nhưng mà lại không hiệu quả và vấn đề lọt lỗi sang bên khách hàng. Đúng chưa các bạn? Có cái hồi nào là cứ ngồi truyền miên overtime 3-4 tuần ấy mà cho cái maintenance test này thì sẽ phải xem lại. Vì là trong cái đó chúng ta sẽ đến cái phần mà học về test matrix, tức là có một cái phần phân tích yêu cầu. Và nếu các bạn học IFPQB các bạn sẽ thấy là không có cái phần nào của IFPQB mà không có tài liệu hay template. Kể cả test theo kinh nghiệm cũng có tài liệu. Nhưng tài liệu của chúng ta vấn đề nó ở mức nào đúng không ạ? Vừa nãy chúng ta nói là test cây high level nó không tốn thời gian, còn test cây chi tiết rất tốn thời gian để biết đúng chưa? Thế nên chỗ nào chúng ta cũng có tài liệu, nhưng mà tài liệu nó sẽ giúp cho các bạn hiệu quả hơn.
và tài liệu đấy nó không quá chi tiết được ạ, không mất nhiều thời gian để chúng ta làm. Reactivity không có cái chỗ nào là không có tài liệu cả. Mục đích của thằng này, mục đích của test về maintenance test bao gồm có cả new test và rejection test để đảm bảo rằng là no new defect introduced by chain, đúng không ạ? Introduce là phát sinh ạ. Đấy là cái phần mà của maintenance test. Một cái anh nữa là operational test. Trong cái phase mà người ta gọi là phase operational test, là phase vận hành ạ. Thì cái mục đích chính của nó này, mục đích chính này để đánh giá cái đặc tính của hệ thống như là tính tin cậy, tính sẵn sàng. Mục đích của nó đây là 9 giờ đúng không? Đây là 10. Mục đích của cái thằng operation là để assess cái system characteristic. Characteristics system characteristics này là cái gì đấy? Thường mà nói về các cái system characteristics này này thì nó bằng với cả khái niệm liên quan đến quality attribute. Quality attribute là cái thuộc tính về chất lượng, hay nó còn thường hay còn gọi là nắm quán mà vì ITQB nó dùng rất nhiều từ khác nhau để nói thành từ các bạn hay bị quên. Thì nhớ cho tôi là bất cứ khi nào nó nói về việc test đánh giá đặc tính của hệ thống, đặc tính nhé, chứ không phải là tính năng, đúng không ạ, thì nó liên quan đến thuộc tính về chất lượng và liên quan đến năng function. Đấy là cái phần phase của chúng ta là phase objective, mục đích của test. Chúng ta kết hợp cả trên cả dưới rồi đấy, chỗ này là hơi thiếu. Phần 1.1.2 là test và debugging, tức là phân biệt giữa test và debug. Test là hoạt động tìm ra lỗi, hiểu chưa? Thế còn debug tìm, phân tích và sửa lỗi. Tìm ở đây là tìm cái chỗ trong lỗi, trong code đấy, đúng không ạ? Tìm ra cái đoạn code nào mà nó hay đặt cái điểm checkpoint các bạn, đúng không ạ? Để làm sao kiểm tra xem cái số đoạn code nào sinh ra cái lỗi đấy. Thì chúng ta chỉ gạch thôi. Ở đây chúng ta gạch chân cái từ debug này, debugging này là hoạt động của bên phát triển để tìm, phân tích và sửa lỗi. Debug không được coi là hoạt động test. Nên ông lập trình viên nào ông bảo em đang ngồi test đây ấy, mà test không có test đây ấy, cứ ngồi để bốc thế này ấy, thì nó không phải là bằng test, là được tìm lỗi được. Tìm, phân tích và sửa lỗi. Một chấm hai là tại sao lại phải test, why test. Why testing? Chúng ta viết trước ba cái này, sau đó tôi giải thích luôn thể nhá. Tôi viết trước luôn này. Một là rigorous test. Thì giúp chúng ta review được các cái risk. Chúng ta sẽ phải gạch chân cái từ risk để lát nữa giải thích này. Hai là contribute được vào chất lượng. Contribute to quality.
Và ba là thỏa mãn các tiêu chí trong hợp đồng. Verify, meet contract regulatory và standard. Rồi dần dần các bạn cũng sẽ quen với việc viết này thôi. Buổi đầu nó hơi chậm một chút, sau rồi thì ra cũng sẽ nhanh dần. Cái từ rigorous này nó là test một cách nghiêm túc và cẩn trọng. Nghiêm túc và cẩn trọng chứ không có cái chuyện test tất cả các bạn nhé. Ở trong testing không bao giờ là test tất cả được. Nên lưu ý một chút là khi mà các bạn làm đề thi mà nó cứ bảo test ôn đấy là không có câu nào đúng rồi, đúng không ạ? Ôn test cây không bao giờ chạy được. Thì không bao giờ người ta test được tất cả, người ta chỉ test nghiêm túc và cẩn trọng, có nghĩa là chỗ nào mà có thể xảy ra lỗi thì người ta đã test đấy, chỗ nào mà ít xảy ra thì không có nhiều nữa. Đó gọi là nghiêm túc và cẩn trọng. Thế nhưng hôm nay liên quan gì đến cái rig? Rig này thì phải đến tận chương 5 chúng ta mới học, hoặc lên lớp 3 chúng ta mới học. Bây giờ thì chúng ta phải học trước về rig. Những cái phần tiếp theo nó đều nói một chữ rig mà ta không hiểu rig là cái gì cả, rất là mệt. Bây giờ tiếp các bạn là rig là gì? Rủi ro là cái gì? Nó chỉ là dịch tiêu biệt thôi. Rủi ro là gì? Rủi ro risk, đúng không? Có thể xảy ra hoặc cũng có thể là không thể xảy ra, nên là người ta sử dụng quá khứ phân tử cũ, đúng không ạ? Có thể và không thể xảy ra, đúng không ạ? Happen. Và thường nó phải gây hậu quả xấu hoặc hậu quả tiêu cực thì người ta mới nghĩ đến nó. Còn không xảy ra cái gì thì người ta không hề nghĩ đến nó đâu. Result, negative consequence, tức là hậu quả tiêu cực. Negative consequence, hậu quả tiêu cực. Ví dụ nhá, lấy cái phần risk của việc đi công tác đi, thật là dễ. Rủi ro của việc đi công tác ạ. Công tác là bằng máy bay đi. Nào, để chúng ta ngồi nghĩ em ha. Có những rủi ro gì? Trễ giờ này. Gì nữa? Quên giấy tờ này. Quên giấy tờ là khỏi lên máy bay luôn, đúng không? Gì nữa? Hả? Đi ra. Tắt đường á? Trễ giờ tắt đường rồi. Gì nữa? Hủy chuyến, delay, hủy chuyến, thời tiết xấu đúng không? Máy bay rơi không? Có chứ, nó là một rủi ro. Gì nữa? Quên đồ đi công tác mang tài liệu mà lại quên mang tài liệu chẳng hạn, đúng không? Quên, hoặc là bị rơi, đúng không? Mất rơi tài liệu, mất hoặc rơi cả hành lý đi. Mất rơi tài liệu. Tài liệu đúng không? Đó. Sân bay ở Hồ Chí Minh thì lại còn phải tắc đường nữa, đúng không? Thế giờ. Bây giờ nếu như làm thế này thì người ta nghĩ đến cái gì nữa các bạn? Không, hậu quả nó nằm trong rủi ro này rồi. Bạn trễ giờ, khả năng bạn mất chuyến bay luôn rồi đúng không ạ? Phải mua một vé bay khác. Bạn quên giấy tờ, không được lên máy bay. Một phương án là nếu còn thời gian thì quay về mới lấy tài liệu. Hai là lại phải bỏ thêm tiền để lùi cái giờ bay, đúng không ạ? Mất thêm tiền, delay hủy chuyến là mình mệt mỏi, mình ngồi trên máy bay thôi. Tất cả hậu quả nó nằm trong này rồi. Nhưng không phải cái nhà chúng ta cũng xử lý, đúng chưa? Bởi vì người ta bảo là gì? Nó có thể xảy ra mà cũng có thể là không xảy ra. Thì dựa vào đâu để người ta xử lý? Thì thường người ta hay dựa vào cái gọi là xác suất xảy ra. Mà nó tính theo cái gì? Phần trăm và impact, ảnh hưởng. Dựa vào hai cái thằng này nhân với nhau thì nó sẽ ra cái gọi là level.
để người ta quyết định xem là rách đấy có xử lý hay không. Tôi lấy ví dụ nhé, các bạn nhìn cái chiếc máy bay rơi này, xác suất xảy ra thì làm sao? Cực nhỏ đúng không ạ? Nó chỉ khoảng 0.00000. Thêm lại số 0 thì chưa cũng được, bởi vì mình thấy hàng nghìn chuyến bay rồi của Việt Nam mà chưa thấy chuyến nào sao vậy, đúng chưa? Phần trăm. Nhưng mà ảnh hưởng gì? Nếu từ 1 đến 5 thì ảnh hưởng là gì? Cực lớn, đúng chưa? Mất rơi giấy tờ này, xác suất xảy ra cũng rất là thấp, 2% thôi. Tất cả hành lý cũng rất thấp đúng không ạ? Ở Việt Nam thì cũng rất là đấy, đúng không ạ? Thế nhưng mà ảnh hưởng cũng làm sao? Mức lớn đấy chứ. Và delay hủy chuyến, delay hủy chuyến thì cũng chỉ vẫn có chuyến khác để làm đúng không ạ? Chưa đến nỗi trong trường hợp này cũng chỉ 5% thôi. Và ảnh hưởng là cũng mức 2 hoặc 3 chẳng hạn. Quên giấy tờ tùy người 5%, trễ giờ bay 10%, quên giấy tờ 3, 2. Thế người ta nhân nó thế nhá các bạn. Ví dụ như anh này, nhân thằng này ra thì nó ra 0 chấm bao nhiêu? Còn thêm vài số 0 nữa đúng không? Và người ta bảo cái này có làm gì không? Không, chấp nhận đi. Nếu máy bay rơi chấp nhận đi. Còn không có cách nào khác đúng không? Đi tàu mất mấy ngày nữa là được. Sao đi công tác được? Đi máy bay. Thì như thế rách như vậy thì người ta thấy rằng xác suất xảy ra quá thấp hoặc ảnh hưởng nó quá thấp thì làm sao? Không làm gì cả. Còn nếu như trường hợp nó xảy ra mà nó như thế này, trễ giờ bay, mình lại để cho nó trễ đó thì nguy hiểm quá đúng không ạ? Vậy nhân với nhau nó ra là 0.2. Và lúc này chúng ta sẽ làm hành động đúng không? Hành động người ta gọi là mitigation, hay người ta còn gọi là review, giảm nhẹ. Làm gì? Đi sớm đúng không? Nói về chữ đi sớm tôi cũng buồn cười. Ngày xưa ở Hà Nội nó chỉ có một cái đường cầu thang thang mà đi lên máy bay ấy, sân bay ấy. Ngày trước nó chưa có cầu lên dù hay là cái đường kia các bạn. Thế là ai em bảo là đi trước 2 tiếng, có nghĩa là 1 tiếng đi và 2 tiếng ngồi chờ sân bay. Thế ra đến Đà Nẵng thì tôi cũng áp dụng luật đấy. Xong đúng có 5 phút ra đến sân bay, ngồi từ sân bay trời chán chê 3 tiếng đồng hồ mới lên được máy bay, trời ơi. Quên mất không để ý xem là cái sân bay nó xa ra gần như thế nào. Tại vì Hà Nội đường tắc, còn Đà Nẵng thì đúng 5 phút ra sân bay. Ngồi sân bay lúc ấy lại vắng, không đông như kiểu Nội Bài. Thế ngồi chơi 3 tiếng đồng hồ biết làm gì đấy ạ. Rất phí, biết thế mình ra biển. Thì đấy là cái phần mình lên thời gian sớm nhá. Đặt trước máy bay này, giấy tờ này. Giấy tờ thì chuẩn bị sẵn đúng không ạ? Ví với cả chuẩn bị thêm những cái đồ backup nữa. Ví dụ như công chứng không treo thì cũng có thể đi được. Thì đây hủy máy bay thì nên check cái phần hủy này nên xem mạng và check trước đi, đúng chưa ạ? Giờ này nó có check in sớm á, check xem là nó đổi giờ đúng không ạ? Còn nó thường hay nhắn trên điện thoại các bạn, check trước đi để chúng ta đỡ mất. Cái này người ta gọi là đấy. Giờ quay trở lại test này. Khi hết chưa? Không nhá, tôi xóa này. Cứ để bài này cho nó vui để cho các bạn hiểu đâu là rích thôi. Còn quay về lại test, chúng ta nhìn thấy rích của test là cái gì đó. Rích của dự án này thì nó có hai loại, nó là có một cái là project. Project rích này thì thường liên quan đến những vấn đề gì các bạn? Ví dụ như là con người nhé. Ví dụ như một chị có bầu một dự án, rủi ro chị chủ sớm đúng không ạ? Và đây là rủi ro. Thứ hai là một anh kỳ chính, tức là có rất nhiều kinh nghiệm nhưng mà lại sắp sửa nghỉ việc, đang làm dở đang nắm chính hợp đồng đấy mà lại nghỉ thì hơi thay thế đúng chưa? Rồi là gì, dự án này toàn phát sơ nhưng bây giờ khó, không có kinh nghiệm. Ở đấy là liên quan đến gì? Con người. Tôi có biết không các bạn? Có đúng không? Công cụ sử dụng mà chưa làm bao giờ cả. Công nghệ đúng không? Rồi là quy trình process, rồi kể cả khách hàng còn ông khách hàng người Đức nửa đêm thì ông mới dậy đi làm việc, còn mình thì đi ngủ đúng không? Ông Mỹ chẳng hạn ấy. Thế bạn nào mà làm khách hàng Mỹ thì khổ vô cùng đúng không ạ? Ngày nào cũng trực chiến đến 9 giờ chỉ để chờ nó ngủ dậy là đó, họp với mình.
học xong mình về đi ngủ của nó đi đi làm đúng chưa? Đấy nên là cái thời gian tham zone nó cũng là một cái rủi ro, mà nếu ta không phòng bị trước là cuối cùng là giờ đấy không ai còn ở lại mà học nữa. Thế còn cái thằng thứ hai, thằng này ý, thì thường xét nghiệm liên quan đến PM các bạn, liên quan đến manager là nhiều. Thế ông manager ông sẽ phải có những cái hành động để giảm nhẹ cho các cái project này, bởi vì ta không làm gì được đúng không? Nhưng còn một cái lợi ích nữa, người ta liên quan đến gọi là product. Cái thằng này nó mới liên quan đến tech, và cái chữ ở trên này này nó mới là tech. Lấy ví dụ đi, trước tôi có vui tôi ra nghe thằng Thiên Không Anh á, tôi thấy cái live banh của nó rất là hay, tôi mới thử nạp tiền. Thế có một đâu đó cách đây khoảng 3 tháng tôi ra thì tôi thấy Niêm Phong máy đang tạm nghỉ, tôi đoán chắc là cái tính năng của nó bị lỗi. Hôm vừa rồi lại cầm khoảng 10 triệu ra thử làm xem cái tính năng đấy nó ngon như thế nào, thì ok nó lại chạy được. À, nó có cái phần mà nhận tiền mặt tại cái máy live banh được không các bạn? Nhớ chưa? Tôi đoán là trước đó không có một cái lỗi gì đấy. Nhưng giả sử bây giờ bạn là tester và test cho cái hệ thống nâng cấp như của Thiên Phong Bank thì này, tính năng nhận tiền mặt tại máy ATM, thì theo các bạn trước cái test đấy chúng ta nghĩ xem là có những cái rủi ro gì về sản phẩm không? Có những lỗi gì có thể xảy ra? Nhận tiền giả đúng không? Nếu ta sai một thiếu này đúng không? Gì nữa? Cái đấy mất tiền à? Rồi, mất tiền đâu nào? Rồi ok, nó lại đóng luôn, nó mở ra của mình nữa rồi ạ. Rồi tiếp, mất tiền, nốt tiền, nốt thẻ nhận gì nữa? Nó không cộng vào tài khoản của mình đâu. Đang truyền đến hệ thống tự dưng lại đứt cái đường đó ạ, mất kết nối, nó không cộng đúng tài khoản của mình. Nó nhận tiền rồi, không cộng vào tài khoản, không nốt tiền đây. Gì nữa? Hả? Nhận tiền rồi nhà nó tức là nó không nhận tiền. Không nhận tiền cũng đúng nữa. Có máy nó vào nó hoạt động lỗi thì gì đấy mà nó đến sau rồi nó lại về nhà đất không chịu nhận tiền. Rồi cái gì nữa? Đấy thì coi như là những cái đấy. Tại sao bạn lại phải phân tích điều đấy? Tại sao này? Tại sao nó cũng là những tính năng bình thường mà tại sao chúng ta không test kỹ về phần login, logout, chọn tài khoản kỹ mà chúng ta lại đi test nhiều phần tiền như vậy? Bởi vì cái lỗi nó xảy ra ở phần này nó rất là nghiêm trọng. Một là rất mất nhiều, đúng không? Mất uy tín của khách hàng hoặc mất rất nhiều tiền để bù đến cái lỗi nó xảy ra, đúng chưa? Vậy có những cái phần khác thì nó lại không vấn đề gì, ví dụ như login không được thì thôi, không phải là hệ thống. Nhưng nếu cái tiền sai hoặc nhận sai không đúng tài khoản thì nó bị đánh giá, nó phải đền bù với khách hàng và mất uy tín với khách hàng. Thậm chí cả cái hệ thống đấy tôi tưởng là nó còn phải hoãn lại, không làm được. Các bạn biết để lắp đặt một cái hệ thống nó rất tốn, một là tốn diện tích, hai là đánh giá tốn các cái máy móc bạn mua về, đúng không? Mà giờ này phần mềm nó xảy ra một lỗi là đó là ngân hàng sẽ chỉ dừng mua cái hệ thống đấy, có phải cả cái dự án của mình sẽ rất đi nhiều tiền không ạ? Đúng chưa? Thì tất cả những chỗ đấy người ta gọi là lỗi có thể xảy ra nên người ta gọi nó là product. Đúng chưa? Thì cái thằng này này, product này nó là failure in the future. Mà các bạn nào mà lên học advanced các bạn sẽ học cả cái risk này mất 1/3 thời lượng học, rất hay luôn, để mà test dựa vào rủi ro đó. Và những cái liên quan đến vô năng con sự nữa các bạn, bởi vì những cái thằng mà năng con sự như thế này nó cũng rất nguy hiểm là gì ạ? Tính năng thì chạy tốt rồi nhưng mà đến lúc nó lại không hỗ trợ được nhiều người dùng, đúng không ạ? Nó liên quan đến cái chữ failure thì nó ra mà nó ảnh ra có nhiều người truy cập quá không là không vào được ạ, đúng chưa các bạn? Thì đấy là liên quan đến công của mình, ok rồi. Nó liên quan đến cái việc trải nghiệm người dùng, những cái đấy nó cũng lại làm cho mình tốn bao nhiêu công chuẩn bị nhưng cuối cùng là vì là mất bao nhiêu công marketing và kênh không phát triển thì nó sẽ gây thiệt hại lớn. Thì tất cả những cái này làm thế nào để giảm được đó bạn? Làm thế nào để giảm được? Chỉ có test thôi đúng không? Không ai giúp được không? Nên người ta mới chốt một câu là chỉ có thể test mới có thể làm sao giúp được chúng ta.
review. Test ở đây không liên quan đến cái việc là nhiều người hay ít người, mà chỉ liên quan đến việc test sâu hay rộng đến cỡ nào. Test thì đầu tiên liên quan đến test theo cái chiều sâu và chiều rộng. Sâu người ta gọi là growth. Đúng, growth này rồi. Growth. Hoặc còn một cái từ nữa là người ta gọi là deep. Deep là gì? Sâu đúng không? Sâu, deep. Chiều sâu. Nhưng mà nó có hai cái khái niệm là liên quan growth. Comprehensive, từ này nó hay dùng này, comprehensive. Còn cái từ deep này nó hay dùng là từ intensity. Sách trước đây nó cũng dùng, và sách của Mỹ nó cũng dùng kiểu này. Deep với cả broad là chỉ bình thường thôi. Còn lúc nào mà các bạn ngồi đọc mà không hiểu cái từ comprehensive hay intensity thì khó hiểu rồi. Đó là liên quan đến chiều rộng và chiều sâu của test để đảm bảo lỗ có xảy ra hay không, đúng không? Còn không liên quan đến số lượng nhiều người hay ít người. Broad, comprehensive và intensity, còn gọi là deep, chiều sâu với cả chiều rộng. Đấy thì về sau này thì tất cả các cái tài liệu khác mà các bạn đọc đến cái chương trình ấy thì các bạn sẽ đều hiểu về một mối nữa, là cô đọc link thôi, và không cần quan tâm đến cái project nữa. Được chưa? Project list là của PM, còn mình là phải làm cái này. Chiều sâu với cả chiều rộng của test để giúp chúng ta giảm được risk trong sản phẩm. Được chưa? Ok chưa? Thì nó là cái này. Và đương nhiên nếu như test mà tìm ra lỗi và lỗi được loại trừ đi thì chất lượng phần mềm cũng sẽ tăng lên. Đó, đúng không? Con review của chất là test giúp chúng ta kiểm tra xem là hợp đồng có phải. Đấy là việc lý do mà tại sao chúng ta phải test. Tôi sẽ phải bổ sung thêm cho các bạn một cái nữa. Ngoài cái chỗ này ra thì sách cũ nó có nhưng mà sách mới không có. Và về sau này nó vẫn cứ mặc nhiên thi của các bạn. Các bạn thấy nó bị bỏ đi ấy. Đó là cái phần chi phí test. Chi phí của tìm và sửa đổi, đúng không? Cost của việc fix bug. Sách cũ nó có đấy, nhưng mà sách này nó không có. Cái phần liên quan đến chi phí của sửa lỗi phần mềm thì nó càng ngày càng tăng theo thời gian. Nó vứt đi của các bạn nhưng mà nó vẫn thi bình thường. Ở đây cost. Đấy nhá, chúng ta có cái sơ đồ này. Đó, càng ngày nó càng tăng theo thời gian thì ta gọi là cái chi phí. Finding and fixing thì increase hoặc là rise according theo thời gian. The life cycle tăng theo vòng đời của dự án, càng ngày nó càng tăng lên, đúng chưa? Bởi vì chi phí ở những cái giai đoạn đầu này nó mới chỉ là sửa tài liệu requirement, đúng không ạ? Design, code, test và cuối cùng thằng sử dụng là thằng tốn kém nhất. Đây là tiền đồ. Bởi vì khi đưa vào sử dụng, sửa một lỗi lại phải làm các loại báo cáo cài đặt lại, đúng không ạ? Rồi cách lại nữa, re-test, đúng không ạ? Rất tốn thời gian cho việc thực hiện và chi phí là gì nó càng ngày càng tăng. Nên là càng tìm ra lỗi sớm, test càng sớm thì càng đạt được chi phí. Đó là phần 1.2 của chúng ta. Thế còn 1.2.1 là quan điểm test. Thì chúng ta giải thích cái phần 1.2 rõ rồi, nên là bây giờ thì cái phần 1.2.1 này này, các bạn chỉ cần đánh dấu hộ tôi cái bảng này. Đó là cái bảng mà chúng ta chú ý nhiều nhất. Làm nào nốt trong sách thì làm. Vì là cái phần viết của tôi nó bao gồm cả phần viết trên bảng và phần cho các bạn đánh dấu. Đúng chưa?
Về sau này các bạn phải làm tài liệu tóm tắt dựa vào cái phần chúng ta đánh dấu ấy, và thì các bạn tự viết làm cái tài liệu riêng. Thì ở đây tôi đã có một cái bảng rồi nên là tôi không viết lại nữa cho đỡ tốn thời gian. Là gì? Test sẽ đóng góp gì vào trong các phase khác nhau? Thì ta biết rằng là ở những cái phase sớm, chúng ta hiểu như này nhá. Ví dụ như là nếu như tham gia tester vào việc review requirement hoặc là định nghĩa user story thì có thể giúp chúng ta tìm ra lỗi sớm. Đúng không? Tìm ra những cái lỗi của requirement như là lỗi không đúng này hoặc là lỗi không có khả năng test phát triển. Như vậy là giảm được rủi ro cho việc là sao? Những cái requirement nó không đúng hoặc là nó mờ. Ở đây trước đây thì tài liệu ITQV chỉ tập trung vào vi mô đời thôi ạ. Nhưng bây giờ cái 2018 bản này ấy, là bản thay đổi chỉnh sửa và focus nhiều hơn là agile. Vì trước đây các bạn nhìn đến là trước đó thì chúng ta có requirement để review. Nhưng agile có tài liệu requirement không? Không. Không, nó chỉ có danh sách user story thôi đúng không? Và user story định nghĩa ra một cách không cụ thể là độ phát triển không test, không code được. Hoặc là không hình dung ra cũng có thể là hiểu sai thế nào. Đúng chưa? Vì thế nên nó mới quay trở lại này. Các bạn sẽ thấy trong rất nhiều những phần nho nhỏ nó sửa lại là gì? Không review đi quay mình thì tham gia luôn vào cái buổi họp định nghĩa ra từ rửa sò đấy. Khi người ta định nghĩa ra thì mình đóng góp ý kiến luôn. Mình thấy cái gì chưa rõ mình hỏi luôn. Đúng không? Có thể lúc đấy khách hàng lại ngồi cân nhắc lại, nghĩ lại và làm nó đi. Hoặc là vẫn chưa của tham gia đấy sẽ giúp chúng ta làm rõ yêu cầu. Tiếp, nếu như trong giai đoạn design mà làm việc chặt chẽ với cả cái ông designer ấy, đúng không? Thì sẽ giúp chúng ta giảm đi rủi ro của gì? Lỗi về design và có kiến thức về hệ thống để test. Đúng chưa? Có khả năng test được luôn. Có khả năng test được sớm. Đó. Nếu làm việc chặt chẽ với lập trình viên ấy thì sẽ giúp chúng ta tăng cái độ hiểu biết lên và tăng cái cách test lên. Giảm rủi ro của lỗi làm sao? Làm ở trong số code và trong test. Ở chỗ này tôi cũng lưu ý các bạn này. Ngày trước thì chúng ta thường hay có một số những công ty chúng hay có cái phần practice như kiểu để giảm thiểu lỗi và để test được sớm hơn ấy. Thì mọi người hãy có cái hành động là tester viết test cây xong rồi làm sao? Đưa cho test test. Test cây bên đây là có. Cũng nhiều chị đưa ra hành động đấy nhưng làm được thời gian xong không làm nổi nữa lại bỏ đúng không? Tôi chỉ đưa ra lúc đầu thôi nhưng về sau lại thấy nó không hiệu quả lại thôi bỏ. Thì sao nó không hiệu quả? Một là nếu như chờ tester mà viết xong tester ấy để mà test test được thì tester đấy phải rõ ràng viết theo cái kiểu tung tung kia nó test không hiểu gì. Đúng chưa? Mà viết phải rất chi tiết và từng cái module với ông bước từ module một mà sẽ phải viết chi tiết vào module. Mà chờ chi tiết vào module lại phải chờ cả lúc như đây khách hàng trả lời. Thế nên sợ để chờ xong test cây mà để ép ngồi ép cho test cây để làm sao không được đó. Thứ hai là các chị viết test cây nhiều quá nhiều chữ mất không nhìn được. Nhiều lúc ông đem ông làm cho nó có đọc tốt qua nó bảo ừ chỉ viết test cây rồi cho nó làm sao kéo từ trên xuống dưới phát toàn bộ chuẩn không các bạn? Thì nó không chịu đọc đâu các bạn, người vô cùng luôn thì không bao giờ. Thế nên hành động thì đúng và sau rồi cuối cùng là gì? Phương pháp đấy phải bỏ đi bởi vì không làm được. Nhiều lý do không làm được. Đó. Thì người ta quay ra người ta nghĩ là không bây giờ nếu như làm như thế thì vừa chậm mà ghép người ta cốt xong rồi thì bắt đầu mới làm ra. Cứ đi sửa lỗi thì có khi lại còn vừa chậm lại còn làm ra. Nhiều chỗ quên không sửa, đúng không? Thì cũng có một cái hành động nữa là chính cái câu này nó chỉ ra và nó hợp với cả tương lai hơn. Đấy là cả test thì nghiên cứu với quan vật. Nhưng trước khi là chỉ viên cốt thì tester với lại chỉ viên ngồi trao đổi nghiệm như thế nào. Có nghĩa là đừng hy vọng gì vào giấy tờ cả. Giấy tờ bây giờ nó chậm, đúng không? Và bạn chỉ cần là gì? Hai quan điểm ngồi trao đổi với nhau là tìm ra điểm xung đột ngay. Và ông đem ngay lập tức là ông hiểu ra hoặc ông có thể một số những cái ông mơ hồ chưa được ra đúng không? Ông nắm rõ được để ông cốt, ông tránh những thường lợi đi. Còn tester thì cũng hiểu ra thêm về mặt kỹ thuật là người ta không triển khai được theo cách kia đâu. Người ta phải triển khai cái cách nào thì mình xem lại có hợp lý hay không để mình làm. Mình biết mình biết tester thì không làm đúng hơn đối với cả phần này đúng không? Chứ không phải mình tự mình
ấy thì cái cách đấy người ta gọi là cách làm việc gần gũi rất là chủ đề và cách sơ, nó vừa sớm vừa ngăn ngừa được lỗi mà là nó giảm bớt thời gian được sao. Và cái này khả thi đó, bởi vì nếu như trước khi code bạn cứ quy định rằng test phải làm việc với chính cái tester đang nghiên cứu phần mềm đấy thì theo đuổi với nhau sau thì nó đã giảm được một số lượng cơ số lỗi đúng không ạ? Còn lỗi còn lại thì để đấy phần về sau mình còn test tiếp. Thì đấy là cái cách chúng ta làm. À, cuối cùng là tester thì tiến hành verify và validate sản phẩm, có nghĩa là tiến hành test á, vừa test dựa vào test cây hoặc là đoạn đằng sau là mình validate sản phẩm á, thì để giúp chúng ta tìm ra các lỗi về sản phẩm, thỏa mãn yêu cầu hơn. Thì đấy là cái bảng mà chúng ta đánh dấu vào. 1.2.2 là cái quality assurance and testing, QA and testing. Ta có luôn một cái bảng so sánh giữa testing và quality assurance. Hình của bạn này là item đấy. Nhá, từ nãy giờ các bạn thấy cái mục đích test này nó rất nhiều mục đích khác nhau. Nhưng chốt lại cái mục đích chính của test này là gì? Tìm lỗi, đúng không ạ? Tìm được càng nhiều lỗi càng tốt. Ok không? Như vậy là objective của nó này là find defect. Tìm được càng nhiều lỗi càng tốt, đúng không ạ? Lỗi trong requirement hoặc trong design. Bây giờ cái action để tìm lỗi là gì? Đáng nào để tester tìm được lỗi? Đáng sao? Chạy test này, đúng không? Đấy là hoạt động chính. Còn gì nữa? Review document được không? Có. Design test case có tìm ra lỗi không? Cũng có luôn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có review này, doc này, design test này, run test này. Và một hoạt động nữa nó còn gọi là hoạt động analysis nữa các bạn. Phân tích bằng cung nữa, để sau các bạn sẽ được viết chương 3. Chương này chúng ta sẽ lấy kiến thức của Advanced xuống, Foundation nó không có. Nhưng phân tích ra lỗi, ví dụ như dùng cái trình nhân dịch ấy, để tìm ra lỗi về quy tắc viết code á, đúng không ạ? Thì cái gọi là phân tích. Thế đây là cái hành động của nó. Thế quay sang đây. Thì cái quality assurance mục đích là gì? Test thì tìm ra lỗi rồi, bây giờ quality assurance thì lỗi quy trình. Lỗi quy trình thì làm gì? Alo? Rồi chị đang dậy nhá. Tìm lỗi quy trình làm gì? Không phải tìm lỗi quy trình. Mục đích của nó vẫn để cho sản phẩm thôi. Quy trình cũng là để làm sao? Cho sản phẩm nó lên thôi, đúng không? Để tôi kể cái câu chuyện này, vì lên đến thất vang ấy thì tôi làm cái bài tập thực hành này để cho các bạn ấy hiểu rõ về việc xây dựng quy trình ra để làm gì. Rõ ràng cái chữ quy trình đấy của các bạn chỉ là cái gì? Một, nó là chỉ là hành động thôi, đúng không? Các bạn nhìn thấy rõ ràng là hành động của cái người làm quy trình hay là follow process gì nữa? Cải tiến quy trình, đúng không ạ? Tìm lỗi của quy trình thì cũng để làm gì? Để cải tiến quy trình. Gì nữa? Các bạn có thấy cái measurement của nó đấy không? Cái đo đạc á. Và cái metric ấy có nhìn thấy không? Một trong những cái tác dụng nhiều nhất của QA đấy là ra các cái số đo để giúp cho người ta ra quyết định đúng và biết được là mình đang đi hướng nào, đúng không ạ? Chậm mình chậm bao nhiêu, mà chất lượng đang tồi thì tồi đến đâu,
phải có số để mà đo ra được hành động. Còn gì nữa, nhiều lúc yêu em mới bắt đi training, dù đưa vào dự án rồi em cũng biết dùng cái tool đấy thôi, nhưng mà không, vẫn cứ bắt đi training để task để đi phát chẳng hạn, đúng không ạ? Nó dùng sai thì mất công. Và coding convention chẳng hạn thì đấy là những hành động. Chốt lại những hành động này để làm gì thì tôi nói chuyện qua cái thực hành mà tôi cho các bạn ấy làm như thế này. Tôi in ra khoảng cho 10 bạn 10 cái tờ giấy mà nó toàn lấy xe toàn bằng tiếng Anh thôi, trên cả cái mặt đấy là full toàn về tiếng Anh. Thế tôi mới bảo các bạn ấy là đếm cái chữ E trên mặt giấy, cùng được rất đơn giản, đếm chữ E trên mặt giấy. Bây giờ lập trình code làm sao thực hành là phải đếm chữ E. Em ngồi đến chữ E thì một lúc sau nó ra kết quả như thế này: 290, 286, 274, 297, 310. Quá xong mình đưa cho một tờ giấy mà mỗi người lại ra một kết quả khác nhau. Mà rất ít người trùng nhau các bạn. Vậy là rõ ràng là sao? Có cái gì đó sai sai đúng không ạ? Có gì đó sai sai mà mỗi người là một cách đến khác nhau, rất ít người cùng giống nhau. Mỗi người có người thì người ta đến từ trên xuống dưới, cứ đến mà cộng không làm gì được. Có người thì lại nốt nhát vào đầu dòng, không lại từ một cộng một dòng từ trên xuống dưới. Đấy. Có những người thì đi năm dòng một đến năm dòng rồi mới xuống. Thế mỗi người là một cách khác nhau để làm. Thế mà là ra cho tôi một cái kết quả như thế. Sau đó lúc là tôi lại phải ra một quy trình đến chữ E. Theo các bạn làm nào để bây giờ đến cho nó tốt hơn, đến từng dòng rồi ghi kết quả ra từng dòng hay năm dòng rồi ghi ghi kết quả từng dòng, sau đó làm gì nữa? Nhớ sai từng dòng thì sao? Thì cộng vào cũng sai đúng không? Có không? Có mà cộng cả dòng rồi xong rồi cộng đến từng dòng một còn sai nữa là cộng xong mới biết kết quả sai là thế nào, đúng chưa? Vậy thì phải làm gì? Review chéo với cái bạn bên cạnh, được không? Thì có thể xác suất đâu đó, rất ít xác suất là hai bạn cùng sai một dòng. Nhưng mà review chéo được không? Review chéo từng dòng xong mà chỗ nào bị sai để sửa, đúng không? Hoặc là phải đến hạn xong xuôi thì bắt đầu mới làm sao? Tôi cho làm cái quy trình này, tôi lại cho làm lại cái tờ giấy đấy lần hai. Lần hai thì có anh đến nhanh đến chậm. Thế là có cái anh đến nhanh quá hay anh ấy cậu bé mà kết quả. Tôi bảo là kết quả là sai rồi, thiếu một vài kết quả đấy thì sẽ chéo với bạn cạnh. Có nghĩa là kể cả tôi có quy trình rồi mà vẫn cứ vượt tường là sao? Không làm gì, không review chéo mà tôi bảo là xem quả sai đấy đừng có làm được. Thế xong rồi lúc là quay ra review chéo với mọi người. Vì các bạn biết sau khi cộng kết quả rồi biết kết quả sai thì đấy là tôi có kết quả tôi mới biết nhá. Chứ còn phần mềm của các bạn làm sao các bạn biết kết quả là sai hay không, đúng không? Sau này chỉ dùng vài chục năm sau còn kết quả nữa. Thì đấy là tôi cậu bắt đầu ngồi cũng đến chéo với từng người đấy mới phát hiện ra dòng số 23 hay dòng số 7 mấy thì bắt đầu nó bị sai một hai chi tiết. Đấy, ngồi sửa xong các chi tiết đấy cộng vào bắt đầu làm sao thì ra kết quả đúng. Và cũng có một người sai nhưng mà nó chỉ sai một đến hai kết quả thôi, không sai kiểu nữa như vậy. Bây giờ tôi quay trở lại cái việc là làm nào tôi ra được cái quy trình này và tôi ra để làm gì. Cuối cùng kết quả của tôi là hầu như mọi người là đều 290 và 289 chữ E trên cái dòng đấy đấy và không có kết quả sai quá nhiều, đúng chưa? Vậy cái quy trình này của tôi giúp được điều gì? Chính xác hơn đúng không? Ra kết quả chính xác hơn, ngăn được lỗi không? Có đúng không? Và các bạn nhìn thấy này, có một cái hoạt động review tôi gọi là được test ấy, duy nhất ở đây rồi đúng không? Còn lại mấy cái hoạt động đếm này chúng ta coi nó hoạt động phát triển đi. Thì các bạn thấy chưa? Nếu như test mà để đến khi ra kết quả rồi bắt đầu mới test thì lúc đấy chỉ đi tìm lỗi thôi, đúng chưa? Đúng như các anh vượt tường bây giờ. Còn nếu như anh làm đúng quy trình và test được đặt vào đúng điểm thực hiện của nó ấy, thì nó sẽ giúp cho ngăn ngừa rồi, đúng chưa? Ngăn ngừa cái việc làm sai
có thể quy trình thì không thể sản xuất ra một cái sản phẩm chính xác hoàn toàn hay cái sản phẩm đúng đắn hoàn toàn, nhưng bếp nhất thì quy trình sẽ giúp cho các bạn làm sao thống nhất cách làm và làm ra được một cái sản phẩm tương đối đồng đều nhau. Mục đích của cái quy trình này chủ yếu để giúp cho chúng ta prevent event. Thế nên là trong cái sản phẩm người ta có hai cái điểm. Test chỉ là một việc để tìm ra lỗi thôi, nhưng mà không có quy trình thì sẽ không ngăn ngừa được lỗi. Giống như tôi bảo với các bạn là cộng hết xong rồi bắt đầu đi lùi đi chéo, đấy chỉ tìm được lỗi. Còn quy trình giúp cho các bạn xác định được các bước phù hợp. Nếu quy trình đấy chưa đúng thì 6 tháng hoặc 1 năm bạn tiếp tục cải tiến cho đến bao giờ mà làm sao tương đối ổn định và ra được cái sản phẩm có chất lượng đồng đều với nhau phù hợp. Thì công việc đấy người ta phải làm thường xuyên và liên tục, và mục đích của nó để ngăn ngừa lỗi xảy ra. Training sớm là để giúp cho các bạn không biết ra sản phẩm lỗi, đúng không? Ví dụ như code information quy tắc biết code, người ta training sớm để cho các bạn về sau làm sao biết là tuân thủ code để về sau đọc code nó dễ hiểu, đúng chưa? Test cũng thế về training. Thế còn magic và đồ đo đấy, sau đó chương 2 các bạn sẽ học nhìn vào các cái biểu đồ, nhìn vào cái magic người ta mới biết được chính xác là mình đang gặp vấn đề để mình làm ra xử lý, đúng không? Còn cứ test cứ cốt thì nó sẽ ra sản phẩm, nhưng cái sản phẩm đấy chất lượng đến đâu là người ta không dự đoán được, và khi chúng ta không dự đoán được thì chỉ chờ cái hậu quả cuối cùng. Một là khách hàng chấm dứt hợp đồng, hai là ông cũng gặp ông chửi ra công ty luôn, đúng không? Đấy thì người ta phải sử dụng đến quy trình. Quy trình là được. Đấy, hai cái thằng này là hai cái thằng rất quan trọng trong dự án của bạn. Mà đối với những cái người mà đối với cái career path của các bạn nhé, nói thêm một tí này, đối với career path ấy, thì đây chỉ là bước đầu tiên trong sự nghiệp 3 năm đầu tiên rồi. Tức là test đối với các bạn thì chỉ học làm sao và cố gắng trong 3 năm đầu, đúng không ạ? Test thành tục nằm do yêu cầu và kỹ thuật test. Lúc rồi các bạn sẽ thấy kỹ thuật test sang dự án này dự án khác không thể đổi, đúng chưa? Không hề thay đổi gì cả, chỉ là kỹ năng ta tăng lên thôi, khả năng phân tích và kinh nghiệm mình nhiều hơn. Ok, thế thì bây giờ mình làm nào phát triển tiếp, thì đây mới là kỹ năng phải phát triển để lên thành manager hoặc quản lý hoặc leader hoặc các cái phần khác. Cái phần quy trình và phần đo đạc không hoặc cải tiến quy trình là kỹ năng của quản lý, mà bất cứ một quản lý nào cũng phải làm tốt cái này, vì QA chỉ là công cụ của các bạn chứ không phải là cái người mà thực hiện chính đâu các bạn. Người quản lý phải có cái mindset về quy trình, đúng không ạ? Phải có khả năng hiểu biết và áp dụng OKR về quy trình thì mới làm sao làm cho cái độ đấy nó tốt lên. Còn QA chỉ là cái người là sai trực tiếp vào việc follow up thôi, chứ còn mấy cái này là của quản lý đâu. Thế nên về sau này các bạn học thì các bạn phải để ý rằng mình muốn phát triển kỹ năng của mình ấy, mình phải quan sát thật nhiều để xem người ta áp dụng quy trình như thế nào, mình phải đóng góp cái quy trình vào dự án nhiều hơn, đúng chưa? Và tăng cường cái hiểu biết để đo đạc và phân tích, tăng các cái hoạt động làm sớm lên để ngăn ngừa được lỗi, từ đó giúp cho dự án thành công, và về sau các bạn tăng các kỹ năng của mình lên thì nó mới lên được cái phần về quản lý. Chứ còn test mãi luôn chỉ đến thế thôi, ok không? Test đến không? Vậy rồi, xong cái thằng này thì chúng ta có cái như sau. Cái mối quan hệ của nó này, mối quan hệ của test so với cả PA ấy, thì thứ nhất là test là một phần của tôi sẽ vẽ các cái sơ đồ cho các bạn, nhưng test sẽ là một phần của QA, của quality assurance. Test sẽ giúp chúng ta đo đạc QA, bởi vì các cái kết quả của test sẽ là đo đạc về quality. Các cái defect test cây ấy, đúng không? Đấy là một cái tham số để giúp chúng ta đo đạc về quality, và test sẽ giúp chúng ta đóng góp vào chất lượng. Cuối cùng là test giúp chúng ta cải tiến quy trình. Help to improve
process. Đó. Giúp chúng ta đảm bảo cải tiến quy trình. Tôi phải xóa phần phía trên này đi đã. Không nhìn được cái thì phải đứng dậy hẳn thôi. À, lần sau rút kinh nghiệm đến sớm cũng một lên trên nhé. Để ai vừa đến muộn thì chịu khó xuống dưới. Lớp mình là lớp chuyên bản. Nếu mà vẽ một cái sơ đồ á thì chúng ta sẽ có là như thế này. Cách nào hoạt động nằm bên trong à? Sắp bao quanh bên ngoài này này thì nó sẽ là QA, Quality Assurance. Xong rồi bao quanh nữa ở bên ngoài này này thì nó sẽ là Quality Management. À, đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng là một trong những hoạt động của những ông quản lý và ông giám đốc của các chức năng và bộ phận ấy, đúng chưa? Đấy. Thế nên mình thấy là test chỉ là một phần bên trong thôi, được chưa? QA là một cái phần bao quanh, bao gồm cả hoạt động test, cả quy trình, cả process, cả management. Và cả hai cái phần đấy thì sẽ là hoạt động quản lý chất lượng. Quality mình. Đấy, nó bao gồm ở trong này. Vừa nay tôi viết tắt cho tóm tắt cho các bạn ở đây rồi đấy, 1.2. Test và quality là không giống nhau, đúng không ạ? Quality management thì bao gồm cả hai hoạt động là hoạt động test và hoạt động làm sao? Quality control, control còn gọi là hoạt động test á. Đúng không? Quality assurance. Đúng không? Bên bạn nó hay gọi là QC không? Có, QC ấy, testing ấy, quality assurance. Quality assurance này này. Cung cấp cái độ đo về chất lượng đây này. Chính là nó đây này. Quality Assurance là một trong hoạt động của Defect Prevention. Không phải biết nữa, tôi đã viết cho các bạn rồi. Tôi chỉ nhắc lại các bạn thôi, đúng không? Bán cho sách thì đây là một hoạt động để ngăn ngừa lỗi. Đúng chưa? Quality Prevention để ngăn ngừa lỗi. Còn Quality Control là hoạt động tìm ra lỗi, bao gồm rất nhiều hoạt động khác nhau. Đúng không? Đấy, cuối cùng là gì ạ? Tập trung vào quy trình. Đấy thì đấy là cái phần liên quan đến Testing and Quality. Và đã vẽ cho các bạn sơ đồ để mình nhìn nó dễ rồi. Không nhìn cái đống sách kia là nhiều chữ lắm. Chắc chúng ta sẽ kịp nốt cái khái niệm này thôi và chúng ta sẽ nghỉ trước. Đấy, chúng ta sẽ học nhiều hơn. 1.2.3 khái niệm liên quan đến defect, error và failure. Chúng ta có một cái sơ đồ như thế này. Đầu tiên là error, mistake hoặc là mismatch. Những cái hành động này người ta gọi là human action. Tức là những hành động của con người khi làm ra sản phẩm thì thường hay bị lỗi. Ví dụ như nhầm nhỏ, sai sót và không khớp giữa hàng rào code với cả tài liệu thì người ta gọi là hành động của con người. Từ hành động của con người đấy làm sao? Làm ra code, làm ra document thì người ta gọi những cái lỗi ở trong đó là defect, bug hoặc là fault. Và người ta bảo cái này là incorrect ở trong document hoặc là sổ code. Hoặc là sổ code. Và nếu như mà để nó lỗi ở trong tài liệu hoặc ở trong sổ code, đúng không? Mà sau đó nó làm sao không được sửa thì nó chạy lên thành phần mềm và phần mềm chạy được thì người ta gọi nó là failure. Bảng này cực kỳ quan trọng và lần nào đi thi cũng sẽ gặp phải như vậy. Vì là đây là phân biệt với các khái niệm với nhau. Failure chỉ khi xảy ra khi chúng ta run active rồi
khi chúng ta chạy bắt kịp thì người ta gọi là có nghĩa là khi mà các bạn chạy test như là mấy cái thằng test ở trong mobile thì mấy cái file APK đúng không, nốt vào xong là sao máy điện thoại nó phải chạy ấy thì người ta gọi là bắt kịp. Còn cái phần sửa code đấy là cái phần mà người ta đi code này, lúc mà sửa code đấy thì người ta sửa trong bắt kịp hay sửa code rồi sửa code đúng không, sửa code sửa, sửa xong bắt đầu lại là lại xe ra bắt kịp để chạy đấy thì chúng ta nhớ như vậy. Vậy thì quay ngược trở lại cái phần bắt kịp này, khi chúng ta chạy này chạy test thì tất cả những cái mà hack chùa nó khác với cả expected thì người ta gọi nó là error. Thực tế nó khác với expected thì người ta gọi nó là error. Thế nên là cái thằng mà error này này nhiều khi nó không phải từ defect ra đâu các bạn. Có khi mình làm đúng tài liệu rồi đúng không? Nhưng đến khi khách hàng lại làm sao? Không đúng mong đợi của họ lại phải sửa. Thế nên cái quy trình làm của chúng ta mà đừng có tập trung vào tài liệu, phải tập trung vào cả gì? Cái mong muốn của khách hàng đó, làm ra sản phẩm đúng không? Còn các bạn mà cứ chỉ tập trung vào tài liệu thì khách hàng chạy không mong đợi thì vẫn phải quay ngược trở lại. Quay ngược trở lại thì cái failure defect còn được gọi một cái tên khác mà các bạn phải để ý cái cụm tên này, bởi vì lúc nó hỏi này, nó còn hỏi cái này là how a, cái từ này tương đương, cái cụm từ này tương đương với cả defect bất failure. Có nghĩa là khi chúng ta gặp cái cụm từ mà co failure này thì nó được hiểu là defect chứ không phải là failure. Người ta gọi nó là nguyên nhân của failure. Và lập trình viên sẽ làm gì ở đây? Dev sẽ tìm đúng không ạ? Phân tích và fix ở fixing ở cái chỗ này, bởi vì nó chỉ sửa trong sổ code hoặc trong tài liệu thôi, chứ không ai sửa trong bắt kít cả. Đó. Đấy. Nên là nguyên nhân của failure cũng được gọi là defect bug. Và Dev thì sẽ tìm và sửa. Còn quay ngược trở lại thời gian này thì cái ông này này, hello Miss ấy, tôi biết dịch lên một tí nhé, các bạn cứ biết ngang nhé, các bạn nhiều chỗ, các bạn cứ biết ngang đây này, còn tôi biết dịch lên là người ta gọi mấy cái thằng này thì gọi là root cause of nguyên nhân gốc rễ của failure, nguyên nhân gốc rễ của failure, và tìm ra nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp chúng ta điều gì? Ví dụ, nếu như các bạn tìm được thấy một cái defect ở đây thì sửa xong cái defect này có khi mình chỉ sửa được một cái failure thôi, đúng chưa? Nhưng nếu như các bạn tìm được một cái error thì các bạn có khả năng sửa được bao nhiêu cái failure? Multiple, đúng không ạ? Tại sao lại là multiple? Nếu như một tài liệu đi quay một viết sai, đúng chưa? Ví dụ như là có cái tính phí visa chẳng hạn ấy, viết lại không rõ ràng nữa. Thế xong rồi không rõ ràng hay là ông đeo ông tưởng là các loại thẻ khác nhau đều không tính phí, giống hệt nhau, cuối cùng ông triển khai vào code không tính phí, đúng không ạ? Thì sau đó các bạn sẽ thấy là có rất nhiều màn hình liên quan đến phần thanh toán, lại liên quan đến visa, đúng không? Màn hình trả tiền, màn hình nạp tiền của công visa, màn hình rút tiền về của công visa, thế có phải là multiple chưa ạ? Một cái hành động sai của chúng ta tới là hành động viết và bây giờ là sai, dẫn tới cái việc mà cả multiple failure mà xảy ra. Thành thử các người ta phải tìm những nguyên nhân gốc rễ để cải tiến được rất nhiều các lỗi về sau. Chứ nếu chúng ta chỉ tập trung vào tìm và sửa lỗi thì sẽ làm sao? Không cải tiến được. Ví dụ các bạn cứ làm với mấy cái anh dev ấy mà kỹ năng kém ấy, kỹ năng tôi không nói về khả năng code đâu nhá. Code thì có thể có vài ba giải pháp về code đúng không? Nhưng có những anh ấy thì cứ tìm được giải pháp sửa và thấy nó chạy được là làm sao? Làm mật code lên quẳng cho tester test luôn.
Có nhưng anh như vậy thì kiểu cứ sửa một đoạn code lại đụng đến những cái đoạn code khác, đúng chưa các bạn? Test của mấy anh này run lắm, run là vì làm sao tìm ra được một hai lỗi, nhưng mà còn cân nhắc sợ sợ là xung quanh còn vài lỗi nữa xảy ra nữa, đúng không ạ? Lần nào cũng run với cái anh này vì anh ấy sửa, mà rõ ràng là anh ấy sửa cái phần code của anh ấy, thế mà nó lại ảnh hưởng sang những phần của người khác, cái tài. Còn những anh khác nhá, có những anh làm kỹ năng cực kỳ tốt đó, các bạn cứ để ý một vài cái bếp, các bạn sẽ nhìn thấy là anh ấy tìm ra giải pháp để làm, nhưng anh phân tích rất kỹ với mọi người, thậm chí anh gọi cả bếp khác và cả tester khác vào lên ngồi phân tích là giải pháp một là như thế này, giải pháp hai là như thế này, thì hai giải pháp đấy ảnh hưởng đến người khác, đúng chưa các bạn? Là người ta tìm ra cái giải pháp nào tốt nhất, ít ảnh hưởng nhất, tối ưu nhất thì người ta bắt đầu làm sao, đưa vào bộ, luôn luôn review với những người khác rồi mới làm lại. Chứ không phải cứ tìm ra giải pháp được khoảng những đứa trẻ, những đứa trẻ thì cái người ta gọi là kỹ năng, và trong những cái phần này thì người ta phải tìm ra cái nguyên nhân, một là do áp lực về mặt thời gian, time pressure, áp lực về mặt thời gian, quá áp lực cũng dễ gây ra người inexperience. Inexperience thì còn được đào tạo được, chứ còn poor skill thì còn mệt nữa, kỹ năng kém nữa, kỹ năng rất thấp kém. Miscommunication, không giao đổi giao tiếp với ai cả. Ông khách hàng nói chuyện với cả ông dev sửa lỗi, sửa theo yêu cầu của ông ấy làm, dev cứ lên sửa chẳng trao đổi gì về đây. Last time tester với dev quay ra cãi nhau. Đúng mít chưa? Không có trao đổi gì với ai mà. Miscommunication, trao đổi giao tiếp không có, phức tạp quá. Complexity, quá phức tạp. Misunderstand, misunderstand. Và cuối cùng là uncommonly, không quen thuộc. Unfamiliar, không quen thuộc. Unfamiliar. Unfamiliar. Thôi, dừng đây đã. Đấy, đoạn dưới này này các bạn, tôi đã viết hết tất cả cho các bạn, xuống lên tận 1.4 rồi nhá. Chúng ta tìm ra nguyên nhân gốc rễ để sớm có hành động để giúp chúng ta tập trung vào việc loại trừ nó. Và loại trừ nó thì để giúp chúng ta cải tiến được việc ngăn ngừa, mang đi phủ các lỗi xảy ra, đúng không ạ? Đấy, thì đấy gọi là nguyên nhân gốc rễ. Rồi, những phần còn lại chúng ta để bài tập tiếp theo chúng ta thực hiện.